Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên văn tầng 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật tử trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị một vị thầy rất khả kính và luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp đó là Thượng Thọ Thích Quyền Châu. Nam Mô Bộng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào quý với khán thính giả. Nam Mô Bộng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc, a di đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con kính thầy thầy khỏe nam mô a di đà phật lời đầu tiên Nhật tường xin kính chào quý vị kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an và đời sống luôn luôn gặp nhiều niềm vui mà trong đạo phật chúng ta thường hay dùng là an lạc đó và kính thưa quý vị ở bên cạnh đó nhiệt tường cũng kính chúc quý vị luôn luôn có nhiều cơ duyên học hỏi Phật pháp tiếp cận với giáo lý của như lai và thường xuyên theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp và mỗi lần theo dõi chương trình vấn đáp Phật Pháp hy vọng chúng ta hãy sửa soạn tâm tư trong chánh niệm để tiếp cận những lời dạy của Đức Phật và được hơn nữa nhiệt tượng mời quý vị cùng với nhiệt tượng chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi Vấn đáp Phật Pháp ngày hôm nay tại vì một khi chúng ta khởi tâm lên mà sinh hoạt bằng cách đặt câu hỏi thì chúng ta đã câu hành với thiền pháp của chư Phật và khi chúng ta câu hành với thiền pháp của chư Phật cũng như thầy nói thì công đức chúng ta sẽ được phát sinh A Di Đà Phật chào kính thưa quý vị hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh tương ưng bộ với chủ đề là kho Kalika. kinh thu gì à, ở mấy cái chủ đề trước thì chúng ta thường nghe là phẩm ác ma ác ma ác ma thì trong đây cũng vậy Như tường mời quý vị hãy làm quen với chủ đề là kho kalya tại vì chúng ta sẽ nghe rất nhiều lần và trong chương trình hôm nay chúng ta học được những bài học gì để đem áp dụng trong đời sống thực tại chúng ta Như tường mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy Nam mô bốn sư thích ca mâu ni Phật. À, xin cảm ơn Nhật Tường. Kính mời đại chúng trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp hàng tuần của chúng ta. Hôm nay à, chủ đề à, Kukkalika nói về trường hợp của một vị phạm thiên à, trình lên Đức Thế Tôn và câu chuyện của một vị tỳ kheo bị đọa ở trong địa ngục sen hồng. À, câu chuyện đó như thế nào thưa lực quý vị? Lúc bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại Savatthi. Có một vị tỳ kheo tên là Kokalika. Ông đến bên Đức Thế Tôn và sau khi đến lễ Đức Thế Tôn xong rồi thì tỳ kheo Kokalika mới bạch lên Đức Thế Tôn như sau. À, bạch Thế Tôn, sát lễ Phật và một gần liên là hạng ác dục. Họ bị ác dục chi phối ác dục tức là những cái những cái tư tưởng về, về 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 dục mà nó hướng tới cái điều ác điều ác để thỏa cái lòng tham, cái lòng sân, lòng si, đem đến sự tốn hại cho người khác. Cũng có thể là vị tỳ kheo này bị tôn giáo sát lễ phát cho một kiền liên giáo giới hoặc là giờ hướng dẫn hoặc là quơ trách hoặc là sau đó buộc ông ta đi vào trong đời sống của thánh hạnh nhưng mà vị tỳ kheo này không có lãnh hội được ngược lại. À, còn kết án tôn giả một kiện liêng về sát lễ phất làm phiền ông làm quá nhiều ông làm cho ông tốn hại khổ đau và đối với ông có một sự ác ý cho nên lúc bây giờ vị tỳ kheo tên là Kokalika này á mới đến bạch đi thế tôn như vậy và sau khi mà nghe vị tỳ kheo bạch như vậy thế tôn mới nói rằng này Kokalika chớ có nói như vậy này cô ca cô, ca, cô chớ có nói như vậy hãy đặt tin tưởng vào sát lễ phật và một kiện liêng Sát lệ phất và một Kiện liêng là những con người hòa ái. Thì thưa vị lúc bây giờ lần thứ hai cô vẫn quyết định như vậy, vẫn khẳng định như vậy, vẫn vẫn một lòng quả quyết sự kém hơn rằng là sát lệ phất và một Liên liêng là hạng ác dục và họ bị ác dục chi phối tâm trí của họ bị ác dục chi phối. cô ca khẳng định lần thứ hai như vậy và lần thứ hai Đức Thế Tôn cũng lại khẳng định rằng là chớ có nói như vậy này cô ca Sao lại phát cho một kiền Liêng là những con người hòa ái? Đến lần thứ ba, cô ca lại khẳng định một lần nữa đó là gì? Đó là là tôn giả à, sao lại phát cho một kiền Liêng là những hạng ác dục và tâm tư của các vị ấy bị ác dục chi phối bệnh Đức Thế Tôn. Thì thưa quý vị lúc đó Thế Tôn cũng lại lần thứ ba khẳng định rằng Sát lợi phát cho một kiện liêng không có ác dụng Sát lợi phát cho một kiện liêng là những con người hòa ái Lúc bây giờ Tôn nhà vị tỳ kheo của Kalika này không có nghe lời khai thị và xác quyết của Đức Thế Tôn Tâm hận thù của ông đối với tôn giả Sát lợi phát không được hóa giải cho nên <laughs> xin lỗi <laughs> cho nên ông mới ông mới đứng lên đánh lễ Đức Thế Tôn và hồng mà cái cái vai bên bên hữu à, nghiêng về Đức Thế Tôn và ông ông lui ra. Thì thưa quý vị, ông đi ra với một cái tâm oán hận như vậy. Tại vì ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một người sẽ đem lại công đạo cho ông. Nhưng mà thực ra cái nhận thức của ông nó sai. À, tâm của ông nó lệch. Nhưng do cái tự ngã, do sự tổn thương của tự ngã, thành ra ông Ông muốn thỏa mãn cái tự ngã, ông muốn đòi cái công đạo từ Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta hoàn toàn là như Pháp. Ngài ai hỏi cái gì như Pháp, Ngài trả lời như Pháp. Ngài không có nói thêm, không nói bớt. Sẽ để phát triển một chuyện liêng là những con người hòa ái. Thì Ngài nói như vậy thôi. Nhưng mà cô Kalika lại không có buông bỏ cái oán kết hận thù. Không buông bỏ cái lòng tức giận của mình xuống. Và chính cái lòng tức giận và oán thù đó nó làm cho coca lica bị bị sinh bệnh mà ở đây thưa quý vị bệnh của coca lica như thế nào ông rời khỏi đức thế tôn không được bao lâu thì lúc bây giờ toàn thân của ông đó, nó mọc lên những cái mục nhọt cái mục nhọt ban đầu nó nhỏ nhỏ li ti như là những hạt cái rồi sau đó những cái mục nhọt đó nó lớn dần lên như là hạt đậu xanh rồi nó lớn dần lên như là hạt đậu lớn hơn hạt đậu xanh, chẳng hạn như đậu đen. Rồi nó lớn dần lên là như cái cái hạt cây cái, cái táo. Rồi nó lớn dần lên như là cái gì, như là cái hộp Colama trong kinh là gọi là nó cái hộp Colama. Chúng ta không biết hộp Colama là cục gì. Rà, và sau đó thì nó to bằng cái hộp là hộp Amala, Amala giống như là cái hộp của cái Trái Oma vậy đó. Rồi sau sau đó nó lớn dần lên nữa bằng cái quả gọi là Belova chưa chín, có thể là cái quả Belova chín rồi thì nó to hơn. Nhưng mà cái quả Belova là chưa chín. Thì khi nó bằng hình cái quả cái quả như vậy rồi á thì thì một thời gian sau, một thời gian sau nó lại gì? Nó lại phát triển lên một cái 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 bằng một cái quả lớn hơn nữa gọi là cái quả Bila khi mà cái papilla này lớn tới mức đó thì bắt đầu á, nó vỡ ra chảy máu chảy mũ vỡ ra và chẳng bao lâu sau thì cô ca, đi ca mất mạng thần thức của ông bị đọa thánh vô ở trong một cái địa ngục tên là địa ngục gì là địa ngục sen hồng và trong tâm của ông vẫn còn ôm một cái sự oán hận đối với tôn giả sa lợi phất và một kiền liêm kính thưa quý vị có những cái điều, cái những cái nghiệp lực mà nghe cái đức Phật khai thị hữu tình đó người đó cũng không hóa giải. Những điểm này là những điểm chúng ta cần phải học. Một người tu Phật y theo chánh pháp của Như Lai mà tự hóa giải nội kết của mình. Nhưng chúng ta không hóa giải nội kết nối chứng tỏ chúng ta tu thật là kém cỗi. Và sự tốn hại đó nó trở lại với chính mình chứ không thể nào đem đến tốn hại cho người khác được như trường hợp của cô Calica. Thì thưa quý vị, Phạm Thiên lúc bây giờ bằng thiên nhãn, ông nhìn thấy cô Calica bị đọa trong địa ngục sen hồng. Và sau đó, như là một lực sĩ dùi cánh tay, ông hiện ra trước Đức Thế Tôn trong đêm trời gần sáng. Hào quang của ông chiếu sáng cả một vùng trời và ông đến hương thất của Thế Tôn và ông bạch rằng là khu đã bị đọa vào ở trong địa ngục sen, sen hồng với cái lòng oán kết tôn giả Sa Lợi phất và một kiện liên và buổi sáng hôm đó thưa liệu quý vị đức thế tôn công bố với đại chúng rằng trong đêm qua phạm thiên tới báo với ta như vậy và thế tôn xác định rằng khu hiện bây giờ đang đọa vô ở trong địa ngục sen hồng và lúc bây giờ À, khi các vị tỳ kheo à, nghe như vậy và thấy thương xót cho người bạn đồng tu cocalica của, của mình đã khởi ác tâm đối với các bậc hiền giả cho nên bị đọa như vậy và các ngài mong muốn được biết rằng bao giờ cô cocalica mới chấm dứt cái nỗi đau khổ đó à, và ra khỏi được địa ngục sen hồng thì thưa quý vị lúc bây giờ như pháp người hỏi Thế tôn trả lời à, túi thọ của một hữu tình à, ở trong địa ngục sen hồng à, thật là khó ước lượng, thật là khó khó tính toán. Lúc bây giờ các vị thì kheo mới nói rằng thông qua ví dụ, thông qua ví dụ cũng có thể là hình dung ra được phần nào thọ mạng của hữu tình ở trong địa ngục sen hồng. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói rằng có một cái cách như thế này, tức là có thể là lấy một cái bao hạt mè nặng 20 20 carica, 20 karika này là là con số đo lường của nước Kosala đem một cái bao hạt mè một bao hạt mè nặng 20 cân karika là con số đo lường của nước Kosala đem cái bao hạt mè đó và cứ một năm xin lỗi là cứ 100 năm là bỏ ra một hộp 100 năm bỏ ra một hộp bỏ cho tới khi nào nó hết nó hết cái 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 số lượng hạt mè đó thì không biết rằng là thời gian bao nhiêu ngàn năm tại vì một hạt mè mà một bao mè mà nó biết bao nhiêu hạt phải không thưa quý vị và cứ 100 năm bỏ một hạt như vậy thì có nghĩa rằng là 100 năm mà nhân với cái con số lượng của của bao hạt mè như vậy á thì chúng ta không thể hình dung được là bao nhiêu năm nhưng thưa quý vị giả như ấy, là có tổng hợp có tính ra được cái con số bao nhiêu năm đó thì thọ mạng của hữu tình khổ đau đó chỉ có gì cũng chưa bằng một hữu tình khổ đau ở trong địa ngục Akuja. -A Và 20 20 20 kiếp, 20 đời của hữu tình ở trong địa ngục Akuja thì vậy Akuja thì bằng gì? Bằng hữu tình ở trong địa ngục Nikabuja. 20 lần thỏa mãn của địa ngục Nikabuya thì chỉ bằng một đời của gì? Của hữu tình ở trong địa ngục Apala. 20 đời trong địa ngục Apala bằng một đời của Atata. 20 đời ở trong hữu tình địa ngục Atata chỉ bằng một đời ở trong địa ngục A ha ha. Rồi, 20 20 đời ở trong A ha, -ha thì cũng chỉ bằng là một kiếp ở trong địa ngục Kuma Kumaya. Và tương tự như vậy, 20 đời ở trong địa ngục Kumaya chỉ bằng một đời ở trong địa ngục Sogandika. 20 20 kiếp ở trong địa ngục Sogandika chỉ bằng một đời ở trong địa ngục Sen hai 20 kiếp ở trong địa ngục Sen xanh bằng một kiếp ở trong địa ngục Sen 20 kiếp ở trong địa ngục sen trắng thì bằng một kiếp ở trong địa ngục sen hồng. Chúng ta có thể hình dung được không thưa quý vị? Chúng ta hình dung được hay không? Như vậy thì thưa quý vị ở đó chúng ta hình dung trở lại. Tức là đem bao một bao mè chẳng hạn như 20 kg đi. Và cứ 100 năm thì bỏ một hộp, 100 năm thì một hộp. Và tới khi hết cái bao mè đó thì túi thọ của con người của cô hữu tình ở trong cái địa ngục đầu tiên à, cũng à, cũng còn dài hơn và ở trong địa ngục đầu tiên còn dài hơn này chúng ta có thể nhân lên một lý thừa ta là cỡ ra tới 10 địa ngục mà mà 10 địa ngục nhân lên 20 tức là lý thừa 20 và nhân lên gì nhân lên lý thừa 100 và nhân lên gì nữa và nhân lên tất cả cái số hạt ở trong bao mì đó chúng ta làm sao có thể hình dung được là cái thời gian bao nhiêu năm một trăm năm một hạt mè thì bao nhiêu năm và thưa quý vị lúc bây giờ thế tôn khẳng định rằng là khu kaliya đọa vào trong địa ngục sen hồng với cái thời gian thọ khổ nó kéo dài như vậy chúng ta nghe rung rợn không khiếp và sau đó Đức Thế Tôn mới mới nói với các vị tỳ kheo như sau này các tỳ kheo phàm con người đã sanh sanh với búa trong miệng kế ngu khi nói bậy tự chặt đứt lấy thân những đạo lý này làm sao chúng ta hình dung được bằng câu chuyện của tỳ kheo Kokalika khởi cái ác tâm đối với tôn giả sát lợi phát và một Chuyện liêm chuốc lấy một cái hậu quả khủng khiếp như vậy. Chúng ta cứ nhìn xem, chúng ta khởi tâm oán thù những người tu hành. Thì sao? Ở đây chúng tôi nói rằng những người tu hành thật sự, những người mà có cái tâm tu thật sự, bất luận là tại gia hay xuất gia, mà chúng ta oán thù họ trong khi họ là người hòa ái, trong khi họ là người đứng đắn mà chúng ta khởi cái tâm oán thù họ, thì cái kết quả của chúng ta nó chỉ chuốt lấy sự đọa lạc mà thôi. Càng oán thù giữ chừng nào, càng sâu chừng nào, càng nén chừng nào, thì sự đọa lạc nó càng sâu chừng đó, càng dây chừng đó và càng lâu chừng đó. Vì sao như vậy? Bởi vì cái cảnh giới đau khổ đó nó nó sẽ kéo dài tương xứng với cái tâm oán thù và cái sự sâu dày của tâm oán thù. Tâm oán thù càng sâu dày chừng nào thì chúng ta lại càng tự vui cái tâm mình sâu ở trong địa ngục chừng đó. Và từ địa ngục càng sâu chừng nào thì khổ đau càng khốc liệt chừng đó. Và cái thời gian nó càng kéo dài lâu chừng đó. Bởi vậy cho nên ở đây á chúng ta thấy lời dạy của Thế Tôn bằng câu chuyện đó. Để chúng ta thấy sinh ra đời, con người sinh ra đời có cái búa trong miệng của mình. Lúc còn nhỏ chúng tôi học luật sa-di. Uh, uh, phù sĩ xứ thế phú tại khẩu trung, Sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngục. Chúng tôi không có hiểu hết cái câu này. Làm gì dữ vậy, mình nói sai nói lại làm gì dữ vậy? À, mình lỡ nói bậy thì mình xin lỗi là rồi phải không? À, mình cứ nghĩ như vậy, đó, mình nghĩ đơn giản như vậy. Làm gì mà nó nghiêm khắc như cái búa trong miệng. Cho nên là lúc đó chúng tôi cũng không có tin tưởng hết cái 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 sự hình dung đó và thậm chí chúng tôi còn nghĩ rằng có lẽ rằng là Phật tố và hoặc là hoặc là tiền nhân á đưa ra cái hình ảnh khủng khiếp như vậy để hăm dọa mình để cho mình gì để cho mình biết sợ nhân sợ quá mình sợ khổ thành ra mình mình né tránh mình hạn chế những cái điều sai à, nhưng mà thực sự mà nói đức thế tôn chúng ta không có hăm dọa lời của ngài không phải rằng là một lời riêng đê cũng không phải là nói quá để chị để cho chúng ta cảnh giác hoàn toàn ý thế tôn không có nói điều này bởi vậy cho nên Rõ ràng chúng ta như cái búa trong miệng Sinh ra như cái búa trong miệng Và cái, cái ngu khi nói bậy Thì tự chặt đứt lấy thân của mình Mà ai khen cái làm bậy Ai chê người làm hay Tự nhiên nhóm bất hạnh Do nơi miệng của mình Chính do bất hạnh ấy Nên không được an lạc Đây là một đạo lý mà chúng ta phải học nữa Miệng của mình cẩn thận Khen cái gì cần khen Và có chơi cái gì thì cũng đúng chuyện Chứ không phải rằng là người ta làm xấu một điều là mình chơi hết cả đời của họ hoặc là người ta làm một điều tốt tức là gì là chúng ta cho rằng cả đời của họ đều tốt ở đây là gì còn chưa nói chưa nói là gì là là làm lộn ngược lại tức là cái điều đáng khen thì mình lại khởi cái tâm hiềm khích chơi bay còn cái điều đáng lên án vô trách thì chúng ta lại nỡ nang nói nhẹ đi hoặc thậm chí chúng ta giả lã cho qua để rồi khen họ nữa những điều như vậy là ai khiêng kể làm bậy, ai chơi người làm hay. À, như vậy thì nơi cái do, nơi cái miệng của mình chính do cái nơi bất hạnh ấy cho nên không được an lạc. Nhỏ thầy bất hạnh này trong canh bạc rủi mây. Nhỏ thầy bất hạnh này trong canh bạc rủi mây. Bị tan hoang tài sản trong giờ phút đỏ đen. Tức là gì? Tức là cái bất hạnh đó cũng chỉ là cái chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như do cái sự lật lạc như vậy Mà đem đến cái buồn phiền Thì nó cũng chỉ là nhỏ mà thôi Cái bất hạnh đó là bất hạnh nhỏ Cũng giống như cái bạc đó đen thua thôi Chứ còn không có gì Sau đó mình cũng còn sống bình thường Nhưng mà ở đây Thế tôi muốn nói rằng là Lớn hơn sự bất hạnh ấy Hơn mỗi bất hạnh khác Là gì? Là do tự mình gây nên cho tự ngã của mình à, Lớn hơn Tức là Là vì tâm của chúng ta nó tự tại mà chúng ta tự vui tâm mình sâu trong địa ngục bên một lời nói ác những điều này các vị có sợ hay không bài kinh này có cho chúng ta bài học hay không chúng ta có biết giữ cái cửa miệng mình hay không nó không khiếp như vậy thưa quý vị nó không khiếp như vậy không đơn giản chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta có thể nói hoặc là chúng ta tự do ngôn luận cho nên chúng ta cứ chư rúa tất nhiên cái tự do ngôn luận nó nằm ở trong phương diện luận lý của việc của phàm phu làm sao nó đúng với với cái chân lý ngàn đời được thành ra do vậy mà chúng ta thấy tự mình vui sâu cái tự ngã của mình thế tôi còn nói rằng ai đối xử ác ý với chư phật thiện thể phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa ba mươi sáu và năm trải thời gian thật dài ai với lời và ý phí bán bậc thánh hiền dùng ác tâm chống đối sẽ xa đọa địa ngục à, đó là cái điều mà chúng ta cần phải học trong bài hôm nay. Và hy vọng chúng ta sẽ có một buổi vấn đáp Phật Pháp được khai thác mối sẽ thật là sâu ý kinh này để chúng ta khắc ghi trong nội tâm của mình mà nỗ lực là tu tính chính tâm tư của mình. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Xin mời Nhật Tường quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính chi ân Thầy. Tại vì chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật Pháp trực tiếp mà Thầy đã giảng một cái bài kinh À, chủ đề là Cô Kalika từ Kinh tương bộ rất 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 là hữu ích trong đời sống thực tại của chúng con <laughs> xin lỗi quý vị ai di đà phật và kính bạch thầy giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng ai di đà phật và kính thưa quý vị à, giờ hiện giờ là bắt đầu là giờ sinh hoạt của chúng ta à, nhật tường cùng, cùng với thầy đã vắng mặt làm lời là chương trình trực tiếp hai tuần rồi không biết quý vị sao chứ nhật tường rất là nhớ chương trình và rất là nhớ quý vị cho nên giờ này nhật tường rất là vui được ngồi đây hội chuyện cùng với quý vị à, giờ đây nhật tường mời quý vị cùng viên trường chúng ta xin hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay à, trong lúc chờ quý vị gọi vào nhật tường xin mãn phép đặt một vài câu hỏi có thể câu hỏi đó không bám sát chủ đề không chính xác kính xin quý vị quan hỷ và tha thứ cho gì à, đạo Phật và kính thưa quý vị à, trong kinh à, thường thường thì cũng có câu nói rằng là à, thiện ác đáo đầu chung hữu báo chỉ tranh lai tạo giữ lai trì à, một khi mình làm thiện hay làm ác thì nhất định sẽ có cái hậu quả nó đến chỉ là sớm hay là muộn là thôi Thì thường một câu đó để đi vào cái chủ đề này a di đà phật và kính bạch thầy à, để tiếp tục theo những gì thầy mới dạy nó rất là hữu ích trong đời sống thực tại của chúng con thì hồi nãy thầy có nói cái câu là người phật tử chúng ta mà nếu có cái sự nội kết mà mình không quá giải thì ngược lại nó sẽ là tự hại chính mình A Di Đà Phật và kính bạch thầy. Nếu người Phật tử đó ai đó mà thường bấy lâu nay trách vị thầy đã tại cho rằng mình là đúng mà bây giờ nghe cái bài pháp này mà mình muốn quá giải thì mình quá giải bằng cách nào? Tức là mình sanh cái tâm cung kính hay là như thế nào đó mặc dù cái đó là mình đúng có không nói là vị thầy đó đúng mặc dù nói là cái người Phật tử đó họ có những lý do là họ đúng thì mình làm sao mình quá giải kính bạch thầy? a cái ai Phật xin cảm ơn Nhật Tường. Cái này cũng hơi khó ha. Yeah. nên hơi khó. Tại vì uh, chúng tôi uh, là một người tu sĩ, chúng tôi cảm nhận được điều này. Bản thân chúng tôi cũng uh, rất là nỗ lực và cố gắng uh, để ý bản thân <laughs> mình dữ lắm. Bởi vì con người mình phàm phu mà mình cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là tốt cho đại chúng, mình làm như vậy là hay nhất, mình điều hành như vậy là tốt nhất. Nhưng uh, đâu phải sự điều hành uh, mình cho đèn tốt đó uh, có thể làm vừa lòng tất cả mọi người và và có khi à, mình vô tình gây sự tổn hại cũng có chưa nói chi là 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 hữu ý hữu ý thì thật là đáng trách thì à, thưa quý vị à, nếu như hành động mà 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 như pháp nghe hành động mà như pháp mà cái người mà khởi cái tâm à, cái tâm mà oán hận như pháp thì cái đó là cái nó bị đọa bây giờ bản thân họ phi pháp còn nếu như một cái vị thầy làm sai khiến cho một vị cư sĩ Phật tử tổn hại. Thì kính thưa quý vị, cái sự tổn hại đó, cái sự tổn hại đó để bảo người ta người ta buông xả tha thứ là một điều rất khó. Tại sao? Bởi vì cái người đời á gây tổn hại, đôi khi chúng ta Phật tử chúng ta tha thứ dễ dễ dàng hơn phải không? Tại vì mình nghĩ là người đời. Nhưng mà cái đối tượng mình tôn kính á là cái người mà mình kính trọng mà, mình tin tưởng, mình quý kính, mình phụng sự, mà chính bản thân của người đó gây cho mình sự tổn hại, họ có ác ý gây cho mình tổn hại, thì mình rất khó tha thứ. Và bây giờ làm sao hả? À? Bây giờ làm sao đây? Thì thưa vị á, là tùy theo cái trạng thái tâm của chúng ta, cho nên là chúng tôi vẫn khuyên các vị là cái xuất phát điểm ngay đầu tiên, ngay đầu tiên thì chúng ta hãy như pháp. Tại sao chúng ta chúng ta quy phật, quy pháp, quy tăng? Tại sao chúng ta phải quy y? Chẳng hạn như chúng ta quy y Phật là quy y năm uẩn túc vô lậu. Rồi chúng ta quy y tên là quy y cái pháp hữu học vô học. Đối tác thành phạm hạnh thanh tịnh. Mà pháp hữu học vô học là gì? Đó là cái pháp xá. Pháp xá là gì? Ngay từ đầu tiên là chúng ta là ly dục ly ác bất thiện pháp tức là xá. Định sanh hỷ lạc cũng là xá. Bởi vì định là cái tự nhiên của tâm. Mà an trú trong định thì xá nó có mặt và không để tâm nhiễm hỷ thì đây gọi là ly hỷ diệu lạc và buông buông tất cả cái hỷ đó xuống tâm trôi vào ở trong đỉnh tỉnh tự nhiên thì lúc đấy gọi là xả niệm thanh tịnh đây gọi là cảnh giới của tứ thiền như vậy thì thưa vị trên phương diện đó nó là xả rồi cho nên ngay từ đầu tiên chúng ta quy y tam bảo là cái pháp xả đó phải được thực hiện nhưng khổ thay là chúng ta không có làm đúng như vậy thành ra cả thời lẫn trò đối lại oan kết bây giờ làm sao đây bây giờ làm sao đây à, chỉ có khi nào chúng ta xác định lại là cần phải đi trên chánh pháp đối với chúng tôi thì à, có một cái chân lý nhỏ nhỏ thế này một khi ai mà gạt gẫm mình á, mình à, mình cũng có cái mừng tức là mình mình phát hiện sớm hơn 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 là là đã kéo dài quá muộn ở trong cuộc đời thưa quý vị á bất luận với dạng nào sự tổn hại nó giống như là là gai rừng giống như bụi rậm mà chúng ta cần phải đi qua một cánh rừng tự mình phải có trí khôn tự mình phải có cái năng lực phân biệt tự mình phải có khả năng nhận diện ra đây là gai đây là, là bụi rậm đây là cái sự gây tổn hại cho mình thì mình tự né tránh chứ mình không có thể nào nói rằng là ô À, cái cây cây gai phải né ra con đường ta đi như vậy ta đang đi thẳng tại sao người đứng ở giữa đường cho nên bản thân mình á, là phải né tránh đó là cái điểm quan trọng đó còn nó lỡ rồi thì chúng ta cũng buông bỏ bởi vì nguyên lý dặn hoặc vô thường tự an ủi mình như vậy nhưng mà mình phải quán chiếu nhiều hơn phải quán chiếu nhiều hơn à, thì lúc đó chúng ta mới buông được còn không á là nó đỡ lại tổn hại dữ lắm nhất là tâm chúng ta mà chấp trước và chúng ta đầu tư vô quá nhiều À, từ công sức tình cảm tới thời gian chúng ta đầu tư quá nhiều thì rốt cuộc á, nó sẽ khi mà mình thất vọng nó sẽ đỡ lại rất nhiều sự tổn hại những điều như vậy á, nó đa dạng đa thù chúng ta khó có một cái lời khuyên cho Trong xác được cảm ơn các vị đã lắng nghe dạ chúng con kính cảm ơn thầy không có câu hỏi nào có thể làm khó thầy được dạ kính bạch thầy con nhớ khi thầy mới bước chân tới Mỹ này có một lần ở hội trường thì có một lần thầy giảng và có câu có nhớ thầy nói là kính nghi viễn chi như vậy thì trong cái trường hợp như vậy nè khi mà mình phật tử mình bị tổn thương hay là mình nhận thấy mình đúng nhưng mình muốn hỷ xả hết thì cái trường hợp đó mình có nên dùng cái trường hợp là kính nghi viễn chi không thầy à, kính nhi à, kính nhi à, kính nhi là dạ. nghi kính, nhi". Dạ. kính nhi". nhi là mà đấy dạ. kính mà 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 xa chứ không dám gần dạ. À, cái này là nó còn tùy theo cái mức tùy theo cái mức ví dụ như mình có trí mình thấy cái người đó như vậy mình cũng giữ cái tâm cung kính nhưng mà mình không thở lại gần tại mình lại gần nó sẽ sinh ra những điều tổn hại thì trường hợp này là có trí rồi còn cái trường hợp mà nhật Thường hối giờ rồi á là trường hợp đã bị tổn hại làm sao hóa giải nội kết cái vấn đề này là khác còn kính gì vẫn duy là kính ban đầu à, nó chưa bị tổn hại mà ban đầu về dặt ban đầu à những trường hợp đó mình ứng xử lại khác hay như đạo phật dạ chúng con kính cảm ơn thầy con thì rất không bằng hồi nãy con đặt câu hỏi một bên bây giờ con nói là bên khác con hỏi cái câu hỏi này là bám theo cái chủ đề hồi nãy thầy mới dạy thì phật tử chúng con là phước ít mà nghiệp dày tội nhiều ăn nói bừa bãi sống theo quán tính thiếu chánh niệm thiếu chánh kiến cho nên mở miệng ra hình như là đã, đã tạo nghiệp rồi khi nghe được cái bài pháp này thì thường thường mình nghĩ mình đúng mà bây giờ mình biết là tự mình mình biết mình thôi là mình biết mình trách vì thầy đã là sai mình trách vì thầy đó. thì hiện giờ phút này nếu chưa phát tâm sám hối thì mình điều mình có thể làm được đầu tiên là phải nên phát cái tâm sám hối để mình tiêu những cái nghiệp mà mình đã tạo ra mà chính bản thân mình biết thôi không có ai biết phải không thầy con thỉnh ý thầy ừ, dạ, dạ xin cảm ơn rất nhiều à, thầy vẫn nói là một điều là bất cứ cái sự sám hối nào thanh tịnh nó cũng dẫn tới nhiều có nhiều yếu tố hỗ trợ tại vì sao bởi vì à, có đôi khi cái lỗi không phải do mình gây ra mà nó từ người khác gây ra mà trong khi cái người gây ra đó họ không sám thì làm sao lòng mình buông à. có người chúng ta có một người tốt mà cái người làm sai họ mới lời xin lỗi mình một lời thì may ra mình có thể là tha thứ còn cái người làm sai họ không nhận họ sai rõ ràng họ gây tổn hại nhưng mà họ cứ tiếp tục làm càng và họ tiếp tục gán kiếp lên mình là những cái điều sai quái nữa thì liệu mình có mình có buông bỏ được hay không đây là một điều khó một điều khó không có dễ dàng đâu thưa quý vị bản thân của chúng tôi trải nghiệm rất sâu điều này cuộc sống chúng tôi thật là khốn khổ từ thơ bé tới bây giờ cánh cửa ước mơ luôn khép kín ở trước mặt chúng tôi chỉ có chờ một tia sáng nhỏ một khe hở nhỏ chúng tôi cũng có thể thoát thân được nhưng mà tìm kiếm rất là khó nhọc Thành ra chúng tôi hiểu cái điều này, sự tốn hại từ đâu đem lại, và làm sao để buông bỏ. Nếu như không buông bỏ được, trong tâm chúng ta chỉ chứa đầy sự trách hờn và hận thù. Vậy thì làm sao mà chúng ta có an lạc? Những điều như vậy là chúng ta trước tiên có thể y theo giáo nghĩa của đời tài hôm nay, mà chúng ta thấy rằng bỏ hay không bỏ cũng phải bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm oán thù đó, nó chỉ làm hại cho tự ngã tự thân mình mà thôi tự tâm mình mà thôi người ta tạo ra cái nhân xấu ác tự họ sẽ chiêu lấy quả báo khổ đau của họ mình cũng không cần phải vùi họ trong địa ngục người đó cũng tự vào trong địa ngục nhưng khổ thay nếu như chúng ta không buông bỏ cái tâm oán kết của mình thì cái tâm của mình nó lại tự vui mình vào trong địa ngục đây là một cái đạo lý mà khi chúng ta sợ trong địa ngục cái địa ngục gì mà nó khổ tới mức độ mà lâu như vậy Nó sống lâu như vậy Nó chịu đựng cái thọ khổ lâu dài như vậy Mà chúng ta nghe cái lời Phật dạy Kinh Phật dạy như vậy mà không sợ hay sao Tự nhiên chúng ta thấy hải hùng Thôi 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 từ đây về sau là con không dám nữa Ai làm mày làm con không dám nói cái 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 cái, cái lời hung ác nữa Và con nhất định là con không đỡ cái oán thù trong tâm con Con không đỡ oán thù Tại sao? vì con biết rằng cái oán thù đó Nó ngự trị trong tâm của con Và nó sẽ kéo con vào trong địa ngục bởi vì cái tâm chúng ta sanh, cái kiếp tương lai Nó hoàn toàn dựa vào cái năng lực của tâm hiện tại Bởi vậy cho nên đó, là Chúng ta buông bỏ xuống thì chúng ta mới nhẹ nhàng Còn chúng ta ôm cái tâm hận thù đầy đủ Thì tự nhiên đó, nó cũng sinh trong địa ngục một cách đầy đủ à, Ôm cái tâm nó càng sâu càng dày Càng bừng chế chừng nào Thì lứa trong địa ngục nó lại càng rực rực đó chừng đó Chúng ta cứ nghĩ tương xứng trong tinh thần nhân quả Là chúng ta hiểu điều này Dạ cảm ơn các vị đã lắng nghe à, Dạ chúng con kính cảm ơn thầy A di đà phật và kính thưa quý vị qua lời dạy của thầy thì chúng ta thấy là người con phật nếu chúng ta nuôi dưỡng những cái ác ý thì đó chẳng khác là chúng ta đem lại những cái những cái điều mà tự hại bản thân chúng ta và làm bế tắc đi con đường tu của chúng ta. Cho nên là người con phật chúng ta hay tập từ bi, hỷ xả. A di đà phật và kính thưa quý vị câu hỏi kế tiếp của Như Thường là là trong đời sống thực tại, tại vì chúng ta sống theo quán tính, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sống nghe ba bát chánh đạo nhưng mà không có sống theo chánh tư duy hoặc là chánh kiến thì từ đó mà chúng ta tạo rất là nhiều nghiệp mà qua những cái này thì nhật Tường suy luận rằng muốn tránh những cái điều lỗi này thì chúng ta phải có cái tránh kiến tránh tư duy chánh nhiệm thì làm sao chúng ta phát triển những điều đó đó là câu hỏi của nhật Tường ai vậy là phật chúng con thỉnh thắng dạ kính thưa quý vị à, chúng ta thường nghe nhân bất học bất tri lý ở đời không học làm sao hiểu lý lẽ ông bà mình nói học ăn học nối học gối học học mở phải không ăn học nối học gối học mở nó nó học đu cách hết mình phải học đu cách hết À, sinh ra đời muốn à, bưng chén cơm lên ăn muốn cầm đôi đũa mình cũng phải học các vị nhớ hồi nhỏ có ai à, cầm đũa lên là cầm cầm liêng được như vậy không hay là chúng ta cứ ném cú <laughs> phải không à? chúng ta chúng ta cầm đôi đũa chúng ta ném cú chúng ta không biết ghép làm sao phải không chúng biết xề xề đũa sao ghép không được rồi rồi ông bà mình cha mẹ mình người lớn mới bày cho mình chỉ cho mình là phải như vậy như vậy mình mới ghép được những món đồ ăn à, cầm đôi đũa mà cũng phải học thì các vị nghĩ xem con người chúng ta muốn có chánh kiến, muốn có sự hiểu biết hoàn thiện không học làm sao mà có được. Cho nên dân Phật học bộ đồ Phật quốc hiểu rõ điều này. Thành ra chúng tôi mới mới, mới nỗ lực tinh tấn, mới tô bồi, mới củng cố, mới kiện toàn, mới hỗ trợ cho tất cả chúng ta để thành tựu chánh kiến. Và chúng ta biết rằng ai tăng trưởng chánh kiến và thành tựu chánh kiến là nền tảng để có chánh tư duy có chánh tư duy thì có gì có chánh ngữ chánh ngữ thì tương tự như vậy cho đến đầy đủ bác chánh đạo và cuối cùng là chánh giải thoát và chánh kiến là một quá trình phát triển tiệm tiến không bao giờ đột ngột xảy ra không có bất cứ một tiến trình giác ngộ hiểu biết nào mà đột ngột xảy ra nó đều là một quá trình tiệm tiến nên một chút mai một chút nó sẽ phát triển dần dần. Vì vậy cho nên không có ngạc nhiên khi nhiều học viên Phật tử đến với Bộ Đề Phật Quốc. Trước đây 3 năm, 6 năm, các vị là những người Phật tử chưa có hình thành được ít nhiều chánh kiến. Chỉ biết nôm na là như thế. Mình còn sinh hoạt ở trong nền tín ngưỡng Phật giáo nhiều hơn là là nền Phật học. Nhưng sau một thời gian, nghe, suy nghĩ, không có cần ghi nhớ nhiều. Vậy mà chánh kiến nó hình thành hồi nào chẳng hay. Điều kỳ diệu là ở chỗ này. Những học viên của Bộ Đề Phật Quốc là một minh chứng hùng hồn cho giá trị này. Và chánh kiến đã hình thành. Chánh kiến hình thành thì bắt đầu tự bản thân mình rũ bỏ những nỗi niềm khổ đau, những bực bội, những khó chịu, những tổn thương mà trước đây chúng ta tưởng chừng như mình không thể nào vượt qua nổi. Cho vậy cho nên, một lần nữa, mong rằng các vị muốn tăng trưởng chánh kiến, hãy nên học Pháp. Đó là con đường duy nhất không có cách nào hơn hay như Đạo Phật. A Di Đà Phật và dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. À, cũng trong cái chủ đề này nói tới mà những cái lời mà khi mà mình tự nói ra thì làm cho con để ý đến là hôm đại lễ Phật đản thì con thấy được à, như là chư tôn đại lão hòa thượng như là hòa thượng sư phụ kế tiếp người kế tiếp mà con thấy mà ngoài hòa thượng sư phụ kế tiếp là con thấy là thầy là có khả năng nhíp chúng những lời nói mà khi mà nói ra là hình như đại chúng đều lắng nghe cái đó là do mình giữ giới không nói láo hàng ngày Hay là cái đó là do mình tu như thế nào để mình khi mà mình nói Mình được cái sự mà lắng nghe của mọi người mà tin cạnh của mọi người Cái mà thầy. Cái này, cái này thưa anh Nhật Tường á Ở trong mắt cô thầy thì cái vấn đề nhiếp chúng nó tùy theo cái duyên Cái duyên nhiều hơn á là cái sự tu hành Đồng ý nó là cái cái sự tu hành là nó hình thành lên cái năng lực nhiếp chúng Nhưng mà nó là cái duyên là chính Ví dụ như bây giờ anh Nhật thường sinh hoạt với một nhóm bạn và khi anh nói chuyện với một nhóm bạn nhóm bạn của anh á họ nghe lời anh tốt hơn nghe lời thầy ừ. nhiều khi thầy nói họ không nghe đâu à, họ giải thích thầy khuyên thầy sai bảo họ không nghe đâu họ thậm chí thầy, thầy, thầy đứng thầy nói họ cũng lơ ngơ họ muốn nói chuyện khác à. à, cho nên cái duyên với nhau nữa cái duyên và chúng tôi thấy rằng các thầy tới gần 300 vị ở trong một chương trình vừa rồi thì chúng tôi thấy ai cũng có cái khả năng giúp chúng cái duyên của từng vị từng vị các cô cũng vậy à, từng vị từng vị ở trong một cái môi trường riêng của mình họ sẽ giúp chúng rất tốt có những trường hợp những ngôi chùa cứ ngỡ rằng mình nói một tiếng là người ta nghe nhưng mà người ta không nghe đâu nhưng mà cái vị sư ni sư cô ở tại chỗ đó à, thậm chí là có những người là họ lơ ngơ láo ngáo họ không hiểu Phật pháp nhiều nữa nghe nhưng mà khi họ đứng họ nói thì cái chùa đó họ nghe à, còn có người khác nói là họ không nghe thành ra thưa vị á là tùy vào cái môi trường nữa cái đó là cái điểm chính ấy, cái duyên là điểm chính còn còn tất nhiên chứ còn tất nhiên cái sự tu tập à, tu tập mà ai mà giữ cho mình có một cái nhân cách trang nghiêm à, khi mình đi đứng mình ăn nói tôn nghiêm thì tự nhiên người nghe họ cũng sinh tâm kính trọng mà họ kính trọng thì tự nhiên họ lắng nghe thấy cái vị mà họ kính trọng đó đang nói cái gì đây là cái điều tự nhiên mà thôi hay như đạo Phật cảm ơn các vị hay đạo Phật chúng con kính cảm ơn thầy Dạ kính thưa quý vị, khi Nhật Tường vừa đặt câu hỏi xong có thấy thầy cười mỉm chiên đó là Nhật Tường hơi quê Quê không biết là Nhật Tường đặt câu hỏi có đúng không mà thầy cười nhưng mà Nhật Tường rất là thích Tại vì mỗi lần như vậy thì Nhật Tường có câu hỏi hỏi rất là nhiều Dạ kính bạch thầy, bây giờ, giờ trả lại cái nội dung của cái chủ đề hồi nãy khi bước vào là nói là ác dục Chị có muốn biết cái đây như cho mọi người được biết luôn Ác dục và ái dục nó khác nhau như thế nào kính bạch thầy à, Chữ ái dục nó nhỏ hơn chữ ác dục ừ, Chữ ái dục là cái tâm nó nặng trong cái ái nhiễm ái nhiễm còn cái ác dục là nó tạo ra tốn hại cái ái nhiễm của tâm mình mà cái ác dục ấy, ví dụ như là mình mong muốn có một cái gì đó mà nó không được cho nên mình sinh cái tâm sân hận và giết người chẳng hạn như vậy nó thuộc là ác dục à, rồi mình mong muốn cái điều đó mà không không hợp pháp mà người ta không cho mình lấy lấy của không cho gọi là ác dục à, chẳng hạn như mình nói dối để thủ đạt thủ đắc một cái gì đó đây cũng là ác dục cho nên cái dục là mong muốn mà ác À, chứ không phải là là, là cái, cái dục như ý dục như ý túc ấy. Yeah. nó không phải là một cái loại nguyện thanh tịnh cái ước muốn thành phật á, nó cũng là một loại dục nhưng mà cái đó là nguyện thanh tịnh à, còn nó không phải là ác dục ác dục là ngược lại là nó tạo tốn hại và chúng ta bị đọa lạc đây gọi là, là ác dục cho nên cái chữ ác dục này ở trong kinh này không có nói rõ không nói rõ rằng là cái vị thì khi khi này có kaliya này cái vị này như thế nào nhưng mà chúng ta có thể suy đoán là có có thể là ở trong một cái một cái duyên nào đó vị này đã bị hai vị tỳ kheo trướng thượng của đức thế tôn á là giáo giới dạy dỗ uốn nén mà tâm của họ không thuận theo và ngược lại còn sinh cái sự oán thù à, những điều như vậy á là tự làm hại mình mà thôi chúng tôi nhớ ngày xưa học tên cũng vậy có một số anh em quân đệ uh, oán thù cái sự dạy dỗ của các thầy không đồng tình cái cách của các thầy không chấp nhận cái 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 sự hướng dẫn của các thầy uh, và bắt đầu là oán oán hận thù hận và bất mãn thể hiện ra mặt nói lời bất kính và cứ sống ở trong cái tâm đó một thời gian thì cuối cùng chúng tôi thấy đạo nghiệp của vị này cũng không có tăng trưởng được tại vì người đó sẽ có cái xu hướng là không tiếp nhận được cái gì và không buông bỏ, bởi vậy cho nên cái tâm nó cứ nó nặng xuống nó trì xuống. còn cái thiện duyên nhiều đời thì giữ được chiếc áo một chút, nhưng mà nếu không bỏ xuống thì không bao giờ tiến bộ được. trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta từ đó mà hiểu ra, thành ra do vậy mà mà phải nói rằng á là cái chữ ác dục á là nó gây sự tốn hại là vậy đó, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật và kính bạch thầy. để con có thể làm sáng tỏ thêm một cái chi tiết trong nội dung này có thể ai đó ở nhà khi mà nghe người ta nghe theo cái nội dung này có người nghĩ rằng có thể là cái gì đệ tử này là phát sanh ra cái tâm là tăng thượng mạng hay không khinh thường lời dạy của hai vị uh, sư phụ là một kiền liên và ngài xá lợi phất mà đi mắt với đức phật tức là đi qua mặt luôn à, cái này thưa vị là cũng không phải là qua mặt đâu tại vì ngày xưa có nhiều việc mà thường thường chúng đệ tử phải trình lên phật à, chẳng hạn như chúng tôi cũng nhớ à, có một số vị tỳ kheo À, mới lên bạch với đức thế tôn à, à, có nghĩa là như thế này hồi đó có một cái cộng đồng à, tên lửa mà chúng ta thấy à, các ngài sinh hoạt cũng rất là vui là hôm đó có một cái cái cái, cái, cái ngọn nước ở dưới đâu ở dưới đất nó phun trào lên và nó nóng và cái cái cái, cái nước nó đục ngầu à thì lúc giờ dân chúng họ mới à, u bu lại xem thì à, các ngài cũng đi khắc thực thấy lạ như vậy cũng lại xem xem rồi cái mới đi về đi về cứ thắc mắc mãi tại sao tự nhiên mặt đất lại nổ lên một cái một cái vùng nước mà nó đục ngầu như vậy nó nóng lạ như vậy bàn tháng thì họ đi hối tôn giả một kiện liêng tôn giả một kiện Liên nói rằng cái cái nước đó là cái nước ở trên ao a nậu đạt á nó 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 phun lên đó, cái góc nó trên ao a nậu đạt thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo họ bàn tháng với nhau họ nói như vậy là không ổn rồi vậy không ổn rồi nước ao ai nấu đạt mà nó là mát mà là trong mà nước đây là nóng và đục thì làm sao mà ao ai nổ đạt được cho nên uh, tôn giả một kiện liêng là nói bậy rồi thành ra các ngài á uh, mới lên bạch với phật bạch thế tôn uh, tôn giả một kiện liêng là một vị cho rằng mình uh, là một vị chứng thánh quả nhưng mà nói tầm bậy nói sai sự thật là nước đó làm sao mà nước ở trong cái cái um, ao ai nào đạt được thì lúc bây giờ đức thế tôn mới nói tôn giả một kiện liên một liên nói không có sai sự thật quả thật nước đó cái gốc của nó là phát nguồn từ ao ai nạo đạt nhưng nó bị cháy qua một cái tiếu địa ngục rồi nó mới trồi lên thành nó mang theo cái sức nóng và cái cái độ vắng đục của địa ngục đó cho nên các người mới nhìn thấy là nó nóng và đục như vậy Lời của Thế Tôn nói thì các ngài lúc bây giờ tâm thanh tịnh, tín thọ và không có dám coi thường tôn giả một kiện liên nữa. Nhưng mà cái lần đó cô không coi thôi chứ lần sau cũng coi. Lần sau thì thì lúc bây giờ ngài một kiện liên á sợ các ngài không có tin. Thành ra ngài một kiện liên mới nói á là này ngài một kiện liên lên trên ao ai nào đạt nha Bắt đầu ngài mới hái xuống một cái một cái hoa sen mà nó to. Ngài cất ở sâu cái, cái thiền thất của ngài và ngài nói với các vị tỳ kheo là hoa sen trên ao a nậu đạt nó rất là to và người ta có thể ngồi ở trong đó người ta vô trong đó người ta ngồi thiền được thì lúc bây giờ các ngài mới cười lên và nói rằng là ngài nói tầm bại ngài nói sai cái hoa sen nắng chút thì người ta dậm lên nó nát rồi làm sao mà mà có cái hoa sen trên đời này làm gì có cái hoa sen mà to mà người ta có thể chui gì đó ngồi thiền được cho nên ngài ngài đừng có ý rằng là ngài là tư lớn của phật ngài nói những cái điều bia đẹp mà chúng tôi tin theo được tôi không bị mơ quẹt đâu à, thì lúc bây giờ tôn giả một cái liền mới ra phía sau cái thiền thất mới mang cái, cái hoa ra đỡ trước mặt thì lúc bây giờ họ mới cười rồ lên và họ nói rằng là ngài là lục thông đỡ nhất cái ngài biến hóa lên chút đâu ngài muốn thì ngài biến ra cái có liền việc gì đâu mà ngài phải phải ra ở sau đêm chi ngài lại tiếp tục mơ quẹt chúng tôi nữa trên đời này làm gì mà có cái hoa sen đó không bao giờ có và cái việc như vậy á, thì lúc bây giờ các ngài lên trình với Phật à, trình Phật nó là tôn giả một kiện liêng là nói dối nói sai sự thật bịa đẹp là mơ quẹt cái tâm trí chúng con à, thì lúc bây giờ Đức Phật mới gọi tôn giả một kiện liêng lên và Phật mới nói này, này một kiện liêng, ông im đi chữ này nó vui lắm đọc kinh mình vui lắm ông im đi ông cứ nói lung tung ông nói linh tinh ông cứ ông thấy là ông biết rõ nhưng mà người khác họ không biết và ông cứ nói lên tin như vậy ấy, là cái người ta họ cứ, cứ nghi hạt mãi họ đi hối ta mãi thôi <laughs> thì có những chuyện như vậy nhưng mà cái điều hay ở chỗ là khi phật đã xác định thì tâm của các vị trở lại thanh tịnh Tiến thọ chứ không có chuyện là tiếp tục là ương bướng tiếp tục là là phí bán nữa tiếp tục là chống trái nhưng mà cô calica thì sao không có không có thường phục mặc dầu thế tôn đã khẳng định ba lần nhưng mà ông ta vẫn không có chiêm nghiệm lại bản thân của mình, ông vẫn tiếp tục là sinh cái tâm oán thù đó và chính cái tâm oán thù đó nó làm cho ông trở nên bệnh tật và cái, cái bệnh tật đó không được hóa giải, cho nên á nó lại bị cái tâm oán thù đó chiêu cảm những cái ác duyên ác quả nó thúc giục khiến cho toàn thân của ông là sinh cái bệnh và những cái hạt dần dần lớn dần lên tới khi là vỡ ra máu mũ tràn ra và chết chết rồi đi thẳng vào trong địa ngục đau đớn chịu vô số khổ đau mà trong lòng vẫn còn ôm lấy cái hận thù của hai vị tôn giả này. Chúng ta chiêm nghiệm tất cả cấu trúc này là từ trong nguyên lý nội tâm mà nó sinh ra. Hay di là Phật cảm ơn các vị rất nhiều. Hay là Phật và chúng con kính cảm ơn thầy. Hay là Phật và kính bạch thầy. Trong tứ nhất pháp đức Phật dạy thì cái điều thứ tư là bố thí ái ngữ lời hành động sự thì cái ái ngữ ở đây. À, sở con mượn cái điều đó cũng muốn nói rằng là cái lời nói mình nói ra thì nó cũng có thể là xây dựng cái nhân cách của mình mà chúng cái lời nói mà mình nói ra ăn nói bừa bãi thì cũng có thể đập đổ nhân cách của mình thì cái ái ngữ mà mình dùng ở đây là cái có phải là những gì mà nó xây dựng cái nhân cách của mình không kinh bạch thầy à, kính thưa quý vị đây là một cái điều tớ nhị và khó xác định à, tất nhiên ái ngữ nó tạo cho mình có một cái nhân phẩm cao thượng à, tuy nhiên có những trường hợp mà như những cái con ngựa trứng những con ngựa không thuần phục mà người điều ngữ kia à, cứ vuốt về rồi cho uống mật uống đường có thành công hay không Hay là buộc cái người vừa điều ngữ kia họ phải rối vột để điều phục Cho nên à, mình đã rối vọt thì làm sao mà nhẹ nhàng được à, Đó là những điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm Chứ không phải là cái, cái, cái ái ngữ đây là gì chúng ta hiểu bất cứ cái loại ngôn từ nào mà nó dẫn tới sự chuyển hóa và thanh tịnh, đây ừ. gọi là ai ngữ. Chứ đừng có nói rằng là ai ngữ lúc nào cũng nói cái lời mỹ miều, lúc nào cũng nói cái lời là dịu ngọt nghe êm tai rồi không có nói cái lời gì nó nặng mạnh hơn. Nói mạnh hơn để chẳng đứng một cái, cái 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 xe đang đổ xuống hố thì chúng ta có nên hay không? Đó. Cho nên có những trường hợp tùy đó mà ứng xử và chúng ta phải hiểu cái chữ ai ai ngữ này nhá nó phù hợp với chân pháp. Chứ còn không phải nói ai ngữ là một lời nói nhẹ nhàng Tại vì chúng ta hiểu như vậy là sai với kinh Sau này chúng ta đọc trong kinh á Thấy có những chỗ mà Đức Phật vừa trách các vị tỳ kheo Với ngôn ngữ rất là nặng nề Rất nặng nề và, và cái ngôn ngữ nặng nề như vậy Không thể nói rằng là, là Chẳng hạn như là à, Lúc đó tôn giả một kiện liêng Xin lỗi Đề Bạc Đa mới khuyên Đức Phật rằng là, là Xin Thế Tôn hãy vừa hưu đi Nghỉ ngơi đi Đỡ thanh đoàn Con lãnh đạo cho Đó à. Thế Tông nói là sao? Thế Tông nói này một kiện Liêng. À, nói này đều bà đặt đa. Ở trên cho đến thiên ma ngoại đạo dưới cho đến bà La Môn. Ngay cả xá lễ phát cho một kiện liêm cũng không đủ đủ sức nhiếp phục đồ chúng của Như Lai. Hôm nay người ăn đờm giải ăn cái thứ gì mà mở miệng ra nói những lời như vậy. Trời ơi mình nghe, mình ghê ta quá, mình Đức Phật nói khiếp quá. Phải không hả? À? Đức Phật nói. bây giờ mà con người mà nói như vậy là mình thấy bỏ chạy liền phải không? à, như vậy thì mà Phật nói tới đó mà cái tâm cái tâm lao dốc của ngài Đức Phật Đa cũng không ngừng không ngừng vẫn tiếp tục khởi lên cái điều sai quái và còn oán thù tôn trả Sát Lợi phát một kiền liên nữa tại vì cho rằng là trước mặt của đại chúng mà Phật khen hai cái vị này mà coi thường ta À, cho nên có nhiều điều nó xảy ra mà chúng ta phải hiểu đúng Vô chân lý chứ còn không thể nào diễn đạt lung tung được A Di Đà Phật. Đà Phật chúng con kính mời thầy. Thầy nói đây đây thì làm con nhớ tới có lần con nghe động băng của ngài Tiên Quá ngài nói câu là à, chung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, lưu dự khẩu khẩu lợi ư bình tức là lời nói khó nghe nhưng mà có lợi cho việc làm thuốc đắng thì có uống nhưng mà nó mau hết bệnh <laughs> à, giờ, giờ đây chúng con cung thỉnh thầy cho chúng con cái bài học nó dạy gì cái chủ đề này dạy gì dạy bài học gì trong đời sống thực tại của chúng con dạ kính thưa quý vị chúng ta học trong kinh tương ưng câu chuyện chỉ là một cái trợ duyên mà thôi thưa quý vị tất cả chúng ta để ý như vậy thánh điển nó mang tính trợ duyên nhưng đạo lý chúng ta rút ra là gì đó là cái tâm ác và lời nói ác cái tâm ác không buông bỏ và lời nói ác không ngừng nó đỡ lại cái hậu quả và cái tâm ác và lời nói ác đó nó hướng tới đối tượng nào đối tượng càng cao thượng càng càng thanh tịnh chừng nào thì cái quả báo chúng ta lại càng sâu nặng chừng đó đó là đạo lý và những cái điều linh tinh nhỏ nhỏ chúng ta đừng coi thường là lời nói chúng ta đơn giản như vậy nó sẽ không có tốn hại gì nhiều nhưng ở đây chúng ta thấy nó sẽ tổn hại lâu dài đó là làm hại cái cái tâm chúng ta và khiến chúng ta bị đọa trong địa ngục. Rồi những cái cái sinh hoạt nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là gì, chẳng hạn như là chúng ta khen những điều không không nên khen Hoặc là chúng ta chơ bay những cái điều á mà không phải là đáng chơ bay. Tức là chúng ta, chúng ta làm động ngược. Mở ra nói rằng là ai khiêng kẻ làm bậy, ai chơi người làm hay. Chúng ta thiếu trí, điên đảo, cho nên mới dùng những cái ngôn từ như vậy và làm hại như vậy thì cái hậu quả của nó không có đơn giản chút nào đối với các bậc các bậc thiện thờ cũng vậy mà chúng ta coi thường chúng ta phí bán Phật phí bán pháp phí bán tăng phí bán Thánh hiền thì cái tâm phí bán đó nó vùi sâu chúng ta vào trong địa ngục đây chính là một cái đạo lý mà chúng ta phải nên kinh sợ và canh giác ừ. tu tạo thiện tạo phước không có dạy gì tạo thêm những cái tội lỗi để tự vùi sâu mình trong địa ngục khốn khổ đây là điều mà chúng ta phải luôn cảnh, cảnh, giác tâm của mình, luôn giữ trong lòng của mình. Lời của bài của bài kinh này rất là hay và đạo lý chúng ta rút ra cuối cùng là như vậy. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Mình còn một hai phút thầy cho con phép hỏi một cái công việc Phật sự nha thầy. A Di Đà Phật. và dạ, kính thưa gì thường thường thì bắt đầu con intro thì nhật thường có nói là chia sẻ những Phật sự trọng yếu. Và dạ, kính thưa gì. À, tuần lấy vừa qua thì chùa Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức đại lễ Phật đảng rồi đặt viên đá đầu tiên, rồi hội thảo nguyên tuần, rồi sau đó là đại lễ đại giới đàn. thì điều mà Nhật tường rất là mừng khi thấy là chư tôn đại lão hòa thượng ở gần và ở xa đều quan lâm, chư tôn đức thượng tọa đại đức tăng ni đều quan lâm và tất cả phật tử đều hết lòng vì đạo mà làm cho công việc phật sự được viên mãn. con kính thỉnh thầy cái cảm nghĩ của thầy như thế nào qua những công việc phật sự đó. <laughs> À, nhật tường hối một câu hối mà thầy cũng hơi mệt. <laughs> thì thì thầy, ngắn rõ thầy Tại vì như thế này, cách đây vài ngày có một vài Phật tử hối thầy, Thưa thầy, thầy có vài phút không cho con được được tán thán thầy cái buổi lễ vừa qua, nó tuyệt vời quá, nó hay quá, nó thanh tịnh quá nó vượt khỏi cái suy nghĩ và cái tầm của con và con đã đi nhiều nơi nhiều chỗ thì lúc đó chúng tôi mới nói rằng thưa chú chú lớn tuổi rồi và chú không quen thầy nhiều thành ra thầy thầy lắng nghe một chút nhưng chú còn trẻ mà quen thầy nhiều là bị thầy quấn cho ba hiểu <laughs> <laughs> thì chú phật tử này nói ô, ô sao lạ thầy sao lạ con làm gì mà thầy quấn con thì lúc bây giờ là chúng tôi nói thế này là bởi vì cái việc hiện tại cần phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng một cái cái diện đại học Phật giáo mà các vị không có nỗ lực tinh cần tranh thủ từng giây từng phút để làm cho việc này nó hình thành mà mà gì mà các vị có dư thời gian đứng đó để tán tháng lại còn bác thầy đứng im đó mà nghe các vị tán tháng nữa thì chẳng khác nào lấy của, của thầy vài ba phút rồi làm lãng phí của thầy vài ba phút đồng hồ rồi chỉ và bằng vài phút đó đỡ cho thầy được tiếp tục là lên xả vào cái công trình xây dựng cái diện đại học Phật giáo. Như vậy thì nó sẽ có kết quả hơn, nó sẽ hay hơn. Cho nên cái việc đã qua rồi thưa quý vị, nó thuộc về sách ủng quá khứ. Thành ra chúng ta không có nên bận lòng. Ở trong hiện tại đây, chúng ta hãy nỗ lực làm sao cho ra một cái diện đại học Phật giáo. Và cái diện đại học Phật giáo này nó đem đến cái kết quả thanh tịnh cho cộng đồng. Nó định dùng những giá trị đạo đức của xã hội và nó bảo tồn những gì đang có cũng như là nó tái hiện những gì đã mất những điều như vậy ấy, chúng ta cần phải làm chúng ta muốn có một xã hội tốt đẹp trước tiên chúng ta hãy xây dựng những con người tốt đẹp chúng ta muốn hành pháp phải đào tạo ra những con người hành pháp nên mai đây chúng tôi nên nỗ lực kiến tạo cho được một tên viện nội trú nữa bởi vì sao bởi vì tên viện nội trú là gì là cái nôi là cái gì là cái môi trường nuôi dưỡng thánh thai của bồ tát nếu như không có cái môi trường đào tạo ra những vị tinh có tài có đức thật sự thì chắc chắn rằng phật giáo không có thể nào phát triển một cách lành mạnh được và hơn thế nữa không có nền tảng nào được cống hiến cho một xã hội và chúng ta thấy xã hội nó bên hoại đạo đức và đổ nát về nhiều mặt mà chúng ta không nỗ lực tinh cần thì chúng ta chúng ta lại nhìn thấy một cái sự sụp đổ ở trước mắt của mình. Có vài điểm mà chúng ta thấy xấu hổ. Chúng tôi muốn nói thêm một chút như thế này. Chẳng hạn như ở tại Trung Quốc, họ lấy một số cái tài liệu, một số cái văn bản khảo cứu, một số cái cái kiến giải thâm sâu của tổ đức chúng ta, của Phật học chúng ta. Họ đem cho một cái người mà không có khả năng nhiều đâu đến tại các cái trường đại học của Mỹ và Âu Châu để họ giới thiệu và họ kích thích ở trong tâm trí của những cái người mà khá kia tìm tới ở tại Trung Quốc để mà ban giao về thương mại, ban giao về, về học thuật và họ lấy cái đó làm cái món mồi nhứ để mà họ xây dựng những con đường ban giao rõ ràng họ lấy cái gia tài của tổ đức chúng ta để họ khai thác và họ sống còn còn chúng ta là người công phật là đệ tử công phật mà chúng ta bị mai một trong chính cái gia tài đó thậm chí chúng ta còn không biết rằng là gia tài tổ đức của chúng ta gồm có những cái gì những điều như vậy thật là đáng xấu hổ bởi vậy cho nên chúng tôi không đủ thì giờ không đủ thì giờ mà đỡ nói lên cái cảm nghĩ nhiều hoặc là cái gì hết mà chúng tôi chỉ mong rằng mỗi chúng ta hãy góp phần để tạo dựng cho được một trường đại học nhanh chóng có như vậy đó chính là một cái phước báo và hành động thiết thực ai di đà phật cảm ơn các vị rất nhiều à dạ phật chúng con kính cảm ơn thầy đã di chúng con và đại chúng đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp mà thầy đã chia sẻ cảm nghĩ của thầy cũng như là giảng cho con bài pháp hôm nay chúng con kính chúc thầy Phật sự sớm viên thành nhật tường rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua kính chúc quý vị được vô lượng an lạc bồ đề tâm kiên cố và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con kính cảm ơn thầy xin kính cảm ơn quý vị a di đà phật